quan tới nghiệp quá khứ. Có những duyên đến từ cảnh do chức năng máy móc tự nhiên của tâm thức và bao nhiêu thứ khác. Tất cả tạo thành guồng máy phức tạp. Người học cần giữ thái độ ghi nhận khách quan, thông thoáng để tiếp nhận hơn là đánh giá bằng định kiến. Diệu trình tâm thức là tinh hoa của Phật Pháp. Mặc dù ba chữ sát na tâm được tìm thấy đó đây trong văn hóa Phật giáo, nhưng mô tả về diễn trình sanh diệt của sát na tâm chỉ có trong Tam Tạng Pali, và chính xác hơn là Thắng Pháp Avatthamma, luận tạng của Phật giáo Bắc truyền, kể luôn cả duy thức đều không đề cập phần này. Diễn trình tâm Chittavritti là một minh họa khẳng định có cái gọi là linh hồn thường hằng, mà chỉ là dòng tâm thức với những sát na sanh diệt nối tiếp. Diễn trình tâm nêu rõ hiện tượng hỗn hợp nhân quả qua tiềm thức và hoạt thức, vốn nằm ngoài cả hai lập thuyết định mệnh và duy ý chí. Diễn trình tâm nêu rõ tánh giả hợp của tâm thức, vốn phức tạp hơn cả vật chất, chứ không mơ hồ nói về thứ tâm thể ưu việt, gần như bất biến, đối lập với hiện tượng vật chất như nhiều tôn giáo cổ suý. Diễn trình tâm thức nêu rõ vai trò và ảnh hưởng của cảm thọ, phiền não, trí tuệ với những tương tác tự nhiên của hiện tượng giới, chứ không phải là quan điểm hoặc lý luận thường thức. Có thể nói, không làm diễn trình của tâm thức là tinh hoa của Thắng Pháp, cùng là tinh hoa của Phật học. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Tổ giả. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa lễ thượng tọa Tổ sư và đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua một phần mới ở trong giáo trình Thắng Pháp Avatthamma, là chúng ta học về diễn trình của tâm thức. Nếu mà chia từng phần thì chúng ta thấy phần đầu là chúng ta có một số bài học nói về tổng quát những điều được đề cập đến của Thắng Pháp, như là thế nào là pháp, pháp chân đế, rồi những pháp thi thiết và vật. Và phần thứ hai chúng ta nói về tâm, rồi chúng ta nói về thuộc tánh của tâm và sự kết hợp tương quan, sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh. Rồi thưa quý vị, chúng ta cũng bỏ ra rất nhiều thời giờ, nhiều bài học để nói về những điều mà chúng ta gọi là sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, như là những cái bài chuẩn bị để đến phần này chúng ta bắt đầu học về diễn trình của tâm thức. Thật ra thì khi mình nói về diễn trình của tâm thức á, chúng tôi phải nói một điều rằng đôi khi có một số người học Thắng Pháp không biết là vì hiểu lầm hay là cố ý, chúng ta không biết, nhưng mà có những lời tuyên bố như là một cái lợi ích của Thắng Pháp là mình học Thắng Pháp thì mình có thể đọc được tâm của mình. Thật sự thì thưa quý vị,
Khi mà chúng ta nói về tâm thức, mà mình đọc được tâm thức thì nó không phải như là cách nói bình thường người ta nghĩ, bởi vì trong một tích tắc thì cả hàng triệu triệu sinh ta sanh diệt, và có rất nhiều những trình tâm thức sanh khởi. Và bình thường như đời sống thì chúng ta có thể biết chung chung là mình đang buồn, đang vui, đang phiền não vân vân. Nhưng gọi là đọc được cái diễn trình tâm thức thì chúng ta không khả năng đọc được. Tương tự như chúng ta có đề cập đến nguyên tử, nhưng mà để có thể biết về cái phản ứng của nguyên tử, chế độ nguyên tử, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác, khác với lý thuyết, khác lắm. Và khi mà chúng ta học về những cái tâm thức ấy, thì trước nhất là chúng ta hay gọi chữ người là chitta vị. Nếu vị nào mà đọc những cái tài liệu trước kia, nhất là tài liệu của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự viết và được chư tăng dùng cái rộng rãi đó, thì các ngài không có dùng chữ diễn trình tâm, mà các ngài dùng chữ gọi là lộ trình tâm. Lộ trình tâm. Và đôi khi các ngài gọi tắt là lộ tâm. Lộ tâm, lộ tâm, ví dụ lộ tâm ngũ môn, lộ tâm ý môn, vân vân. Thật ra, thưa quý vị, như chúng tôi có đề cập trước kia đó, là Hòa Thượng Tịnh Sự là Ngài là một người rất giỏi về chữ Hán. Và cái chữ Hán mà Ngài học đó là chữ Hán cổ. Chữ Hán cổ. Do đó khi mà Ngài sử dụng tương á, Ngài dựa trên cái chữ Hán rất là thuần cổ, nên chi đôi lúc trong cái ngôn ngữ hiện đại của chúng ta đó thì chúng ta hiểu khác đi. Thí dụ như là Ngài dùng cái chữ sở hữu, sở hữu tâm, sở hữu tướng không? Thì cái chữ sở hữu ở đây đó, Ngài trong giáo trình này chúng ta gọi là thuộc tánh, nhưng mà chữ sở hữu trong cái ngôn ngữ hiện đại đó thì có nghĩa là làm chủ. Thí dụ mình sở hữu một ngôi nhà, sở hữu. Và ít khi chúng ta dùng cái chữ sở hữu trong cái ý nghĩa là thuộc tánh, trong cái ngôn ngữ ngày hôm nay. Thành ra quý vị thấy trong giáo chúng ta không dùng chữ sở hữu. Và ở trong trường hợp này á, thì khi mà Ngài dùng cái chữ lộ trình tâm, tức là Ngài nói về cái diễn của tâm ý. Nhưng mà trong cái ngôn ngữ hiện tại ngày hôm nay đó, thì chúng tôi ngại rằng người học có thể hiểu lầm là lộ trình tâm tức là một con đường mà trên đó tâm đi. Thí dụ như là chúng tôi từ Houston chia ra ba bốn lộ trình, có lộ trình đi về hướng nam như là đi về Galveston, rồi lộ trình đi hướng bắc như về Dallas. Thì chúng tôi ngại rằng cái chữ lộ trình đó, nó khiến cho chúng ta có thể lầm lẫn đó là một cái con đường mà ở trên đó tâm đi, và tâm là con đường khác nhau. Thật ra thì chỉ chitta vị ở đây không có nghĩa là một con đường của tâm đi, mà chitta vị chỉ là nói về cái diễn trình của tâm, và tâm nó đi theo cái trình tự như vậy. Do đó chúng thì không có dùng cái chữ lộ trình tâm, mà chúng tôi lại dùng cái chữ diễn trình tâm, vì điều này thì nó hơi xa lạ với nhiều vị, với nhiều vị mà đã quen học giáo trình trước kia. Nhưng mà xin thưa rằng mặc dù quý vị thấy xa lạ, nhưng mà trong cái nỗ lực mà chúng tôi làm đó là chúng tôi cố gắng để sử dụng những cái từ vựng nó gần với cái ngôn ngữ ngày hôm nay, cũng như là ngày Hòa Thượng Ngài dùng một chữ phân đoán. Chữ phân đoán thì trong ý nghĩa cái chữ phân đoán á, ở trong chữ Hán á, thì nó không có nghĩa là xác định. Chữ đoán á, đôi khi Ngài dùng chữ đoán định thì
chúng tôi lại dùng cái chữ xác định thay vì phân đoán, mặc dù là cái chữ phân đoán là chữ quen thuộc với nhiều vị. Thì quý vị sẽ dần già rồi đó, vì cảm thấy hơi phiền là tại sao trong giáo trình này chúng ta học bằng một số cái từ vựng mà tương đối hơi khác với cái từ vựng truyền thống ở trong những sách Thắng Pháp trước. Do đó dần già chúng tôi sẽ làm một cái bảng liệt kê những cái từ vựng mà trong cái giáo trình được biên soạn trước đây và giáo trình bây giờ. Chúng ta nói về một cái giáo trình dạy ở trong lớp Phật Pháp Buddha-dhamma này để chúng ta tìm thấy những cái từ vựng tương đương và như vậy dễ cho quý vị tra cứu. Nhưng mà chúng ta chịu khó. Dù sao thì chúng tôi cũng xin thưa rằng khi mà lựa chọn những chữ này chúng tôi cân nhắc rất nhiều. Dạ, cân nhắc rất nhiều. Như chữ động lực là một chữ mà dịch sát nghĩa với văn vị trí sa va đá. Nhưng mà chúng tôi gọi là tâm xử lý, bởi vì ở trong cái ngôn ngữ tiếng Việt cái chữ động lực á, thường thường quý vị nghe quý vị không hiểu, nhưng mà nghe đến tâm xử lý quý vị có thể hiểu được dễ dàng. Đó là một cái sự lựa chọn, và không phải là chúng tôi muốn sửa lại cái cách dùng chữ của các ngài, nhưng mà phải nói rằng đây là một cái cố gắng làm thế nào mà chúng ta có những cái từ vựng tương đối là quen thuộc hơn, như vậy là đỡ nhức đầu hơn khi mà quý vị nghe vào những cái trạng thái như tâm tiếp nhận hay kiểm tra hay là xác định vân vân. Chỉ ở trong trường hợp này chúng tôi không có dùng cái chữ lộ trình tâm. Dạ, lộ trình tâm ở đây không phải là con đường mà tâm đi, mà lộ trình tâm ở đây chúng tôi dịch là diễn trình tâm, tức là trong một cái phương cách mà tâm sanh diệt. Dạ, trong phương cách tâm sanh diệt nó là một diễn trình, dạ, diễn trình của tâm chứ không phải là một con đường đi của tâm. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, khi đề cập đến thế giới của tâm thức, dạ, chứng dứt, thì chúng ta nên hiểu rằng ở trong đời này có nhiều cái gọi là hiện tượng phenomena. Những hiện tượng này nó rất nhanh, nó vượt ngoài bất cứ một cái sự suy nghĩ nào của chúng ta. Ở trong thế giới vật chất có những điều như là tốc độ của ánh sáng, dạ, tốc độ của ánh sáng chẳng hạn. Vị nào mà theo dõi những cái phi thuyền đi từ trái đất đến hỏa tinh, hay là những cái phi thuyền phóng ra ngoài không gian đó, thì thưa quý vị, chúng ta nghe những con số về vận tốc chúng ta không có tưởng tượng được. Ví dụ như là những cái trạm không gian mà bay chung quanh bay chung quanh là những vệ tinh bay chung quanh địa cầu, và phải bay rất nhanh, tại vì chúng ta biết là cái chu vi của bộ khí quyển và cái quỹ đạo rất là rộng chứ không có đơn giản. Nói vận tốc ánh sáng cũng vậy, nhưng mà tất cả những con số này đó nó chưa so vào đâu, chưa thấm vào đâu với cái nhìn của tâm thức. Hay nói một cách khác là chúng ta biết khi mà đề cập đến trong một giây mà cái chip computer có thể process hàng triệu triệu data, thì điều này là điều rất là khó tưởng tượng. Chúng tôi nói như vậy là hiện tại chúng tôi đang ở tại Houston. Dạ, đang ở tại Houston. Chúng tôi đang nói chuyện với quý vị. Không phải là chúng tôi chui qua cái đường dây Internet để chạy ra qua bên Âu Châu, chạy qua Việt Nam, chạy qua chỗ này, chỗ kia để nói chuyện với quý vị. Mà âm thanh được ghi nhận bởi cái bộ xử lý, chúng ta gọi là processor của cái máy mà chúng tôi đang nói ở đây là cái laptop, và từ đây nó sẽ chuyển đi những cái tín hiệu, và những cái tín hiệu đó được process bởi
những cái máy mà quý vị đang sử dụng. Và khi chúng tôi đang nói thì gần như là quý vị đồng lúc đang nghe, mặc dù có sự chênh lệch. Thì thưa quý vị, nếu chúng tôi nói ở tại đây mà thường gọi thường siêu nghe ở Việt Nam với cái âm thanh trầm như vậy, bổng như vậy, với những cái điều này điều kia, không có nghĩa là cái con người của chúng tôi hay là âm thanh của chúng tôi nó chạy từ đây qua bên đó, mà cái bộ xử lý, cái chip processor ở tại đây đó, nó truyền đi, nó ghi nhận và nó truyền đi những tín hiệu, và những tín hiệu đó được process bởi cái máy bên phía thượng tọa từ siêu. Thành ra thượng tọa có thể nghe gần giống như chúng tôi đang ngồi kế bên để nói chuyện, nhưng mà ta chúng tôi không đang ngồi kế bên. Chúng tôi đưa thí dụ này để quý vị thấy rằng trên phương diện vật chất đó, thì những hiện tượng như là hình ảnh và âm thanh đó, có thể chuyển tải đi một cách rất là xa, rất là nhanh. Hay là quý vị đưa cái máy, đưa một cái máy chụp mấy cái điện thoại lên, quý vị chụp một tấm ảnh, chụp tấm ảnh nó ghi lại tất cả những đường nét màu sắc của một con người hay một cảnh đó. Thì thưa quý vị, thật ra nó là một cái trạng thái cảm biến ghi nhận trong một cái tích tắc thôi. Nó có rất nhiều việc làm để có thể ghi lại những hình ảnh rất là rõ nét, rất là kỳ diệu như vậy. Chứ nếu mà chúng ta gọi là phải nói theo cái ngôn ngữ hàng ngày là mình đưa máy ảnh lên rồi nó phải tìm, mà nó phải vẽ, nó phải chép, nó phải sao lại cái thực tế bên ngoài, thì chúng ta không bao giờ có những tấm hình chụp được hết. Hay là chúng ta nhớ hồi xưa đó, chúng ta không có cái gọi là kỹ thuật số, gọi là digital, mà chúng ta chụp bằng phim ảnh, như một thời chúng ta xài phim Kodak. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ là đó là một cái phản ứng khoa học, và phim đó nó tiếp nhận ánh sáng, và nó cũng là một cái kỳ tích của con người. Và khi tiếp nhận ánh sáng rồi đem phim về phải rửa ra trong phòng tối, trong phòng tối rồi sau đó mới trải qua một cái quá trình để người ta mới rửa ra những cái tấm ảnh, ảnh trắng đen hay ảnh màu, thì nó mất rất nhiều thời gian. Bây giờ thì quý vị thấy đó, chúng ta đi cùng với một cô giống người đi đâu đó, chúng ta đưa cái điện thoại lên chụp chụp thứ hình ảnh hết, một chỉ trong thời gian ngắn mà chúng ta quay qua chỗ này góc này góc kia giống chụp chiều ảnh. Và chính những vậy mà chúng ta chuyển từ cái hình ảnh máy của người này một lúc mà chúng ta hay chuyển ra hai ba chục người ở xung quanh bằng cái AirDrop, và chúng ta chuyển đi không phải một hình ảnh mà rất nhiều hình ảnh, và rất hai ba chục tấm, 40 tấm, 100 tấm hình chuyển trong chớp nhoáng. Thì điều đó đó, nó mà mình ngồi mình giải thích thì nó rất là dài dòng, nhưng mà nó cho chúng ta thấy một điều rằng ở trong cái thế giới vật chất thôi, chúng ta khoan nói đến thế giới của tâm thức, thế vật chất thôi, nó đã cực kỳ tinh vi, cực kỳ phức tạp và cực kỳ khó để diễn tả, và với cái độ nhanh như vậy. Và cái thế giới vật chất đó vẫn còn thua xa cái gọi là thế giới của tâm thức. Vì vậy ở trong Phật pháp, nếu chúng ta đọc ở trong kinh, thì Đức Thế Tôn là một cái vị thầy bậc đạo sư, mà ngài đã nói lên câu này là Như Lai không thấy có cái hiện tượng nào nhìn như là tâm thức. Lời nói đó đó thiệt ra không phải dễ hiểu đâu. Và có nhiều người nghe thì chỉ nghe vậy thôi, chứ thực sự là không dễ hiểu tại sao. Nhưng mà trong tất cả những cái hiện tượng, chúng ta nói đến hiện tượng, chúng ta nói đến thế giới của pháp hữu vi, hiện tượng về vật chất và tâm thức, thì tâm thức là một hiện tượng cực chênh lệch. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh đến điều này để quý Phật tử khi học thắng pháp, và đặc biệt không về diễn trình tâm thức đó, là chúng ta phải chịu khó để có thể nhìn về diễn trình của tâm thức. Nó không có đơn giản một cách bình thường như là chúng ta được nói ở trong kinh tạng. Nói trong kinh tạng ví dụ như ngày hôm nay chúng tôi nghe một vị nào đó họ chê chúng tôi là sư làm cái đó không có được giỏi, không được hay, làm quá dở. Nhưng mà rồi chúng tôi nhớ là lời Phật dạy là khen chê là sự thương,
rồi mình khéo tác ý, và khéo tác ý đó thì cái tâm mình nó không bị dao động vân vân. Thì khi mà chúng tôi nói đến chuyện đó đó thì quý vị Phật tử nên hiểu rằng đó là một cách mô tả về tâm thức trong cách nói rất là chung chung, rất là loại, nói rất là thường thức ở bên ngoài, nó không có phải là những gì mà chúng ta đang nói về diễn trình tâm thức ở đây. Khi mình chỉ tâm thức mà chúng ta nói ở trong thắng pháp và nói ở trong cái chương này đó thì nó là cái gì cực vi, tức là rất là nhỏ, rất là tế nhị, và nó đưa chúng ta hoàn toàn vào trong một thế giới khác, một thế giới khác. Có một lần thưa quý vị, chúng tôi xem một cái cuốn phim ở cái viện bảo tàng The Museum of Natural Science. Thì trong cái cuốn phim này, người ta làm một cuộc hành trình đi vào trong cái thân thể con người. Chúng ta cảm tưởng giống như một chiếc tàu ngầm. Chiếc tàu ngầm đó nó bơi lội ở trong những cái đường gân, ở trong ruột già, ruột non, ở trong cái này kia. Thì khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh của cái thế giới ở bên trong cơ thể, chúng ta nói cơ thể chúng ta thôi, thì nó là một thế giới rất là lạ lẫm, một cái thế giới rất là kỳ lạ. Mặc dù chúng ta lúc mở mắt thức dậy cho đến lúc đi ngủ thì mình sống với cái thân của mình, nhưng mà mình không bao giờ nghĩ rằng ở trong cơ thể của mình mà cái kết cấu, cái nó là một một thế giới, một thế giới như vậy. Chúng ta không biết kỹ như vậy, nhưng mà thật ra cái thế giới của vật chất, của thân nó quá là thô, nó quá là bình thường so với cái thế giới rất là nhanh của tâm thức. Nên khi mà chúng ta học vào chương này nói về chương trình của tâm thức chất, thì chúng ta đặc biệt phải cho phép mình sống ở trong một cái thế giới tương đối là hơi khác với cái nhìn bình thường một chút. Hơi khác mình bình thường. Chúng tôi trong bài viết có đưa ra một cái thí dụ là mình nói về cái cấu trúc của một ngôi nhà. Có dịp nào mà chúng ta sang bên Âu Châu, chúng ta đến thăm các chateau, tức là các lâu đài cổ, hay là thỉnh thoảng ở đây chúng ta đi vào trong các cái bệnh viện của Mỹ, thường là bệnh viện họ họ làm rất là rộng lớn, rất là quy mô, thì những cái floor plan, những cái sơ đồ của một căn nhà đó, của một cái tòa nhà lớn đó, nhìn nó rắc rối như vậy, nhưng mà cái rắc rối đó nó có tất cả là đại loại thôi, nó chưa phải là cái tất gì mà vi tế như là con như là cái đinh hay là con ốc mà của từng cái phần một của ngôi nhà. Chúng ta hiểu rằng một cái tòa lâu đài được xây cất đó, có một cái tổng thể rất là rộng lớn, nhưng mà cái sơ đồ của cái tổng thể đó đó nó đôi khi nó li chi đối với chúng ta, nó li chi lắm. Nhưng mà cái li chi đó nó không có bằng. Có những người họ phải tính cái chỗ đó phải đóng con ốc bao lớn, cái đinh bao lớn rồi nó mới có thể chịu đựng chịu chắc được. Thì nó đi vào cái gì rất là tỉ mỉ, rất là nhỏ nhặt, nhỏ đến nỗi mà nhiều khi nó vượt ngoài trí tưởng tượng với chúng ta được. Về khi chúng ta học về diễn trình của tâm thức cũng như vậy. Bây giờ thì chúng ta nói về sát na. Chúng ta nói về sát na. Thưa quý vị, một đặc điểm của thắng pháp và của Phật pháp nói chung, thắng pháp nói riêng, mà chúng ta nói là đây là những gì đã được trân tàng ở trong kinh điển của Phật giáo hơn 25 thế kỷ về trước, là nói đến những cái đơn vị cực vi của sắc pháp và tâm pháp, chúng ta gọi là sát na. Mãi cho đến thế kỷ thứ 16 thì người ta mới bắt đầu trên phương diện vật lý
chúng ta nói phương diện vật lý thôi, mới có mường tượng rằng thế giới này ngoài sông núi mặt trăng mặt trời thì nó còn có một cái ghi nhận khác, đó là những cái nguyên tử, những cái phân tử, những nguyên tử tức là những cái đơn vị vật chất cực vi tồn tại. Và phải hiểu về điều đó thì chúng ta mới hiểu rõ về vật lý, về hóa học. Hay hoặc giả là thưa quý vị, ngày xưa chúng ta học về y học á, thì chúng ta chỉ biết đến một cái những cái hiện tượng như là sắc diện là như vậy, âm thanh là như vậy, bộ tiêu hóa là như vậy, bộ bài tiết là như vậy, và thuốc men là thang danh là như vậy, đánh dược là như vậy, cái này trị cái kia. Bây giờ đó thì do cái điều kiện phát triển của y học á, chúng ta mới bắt đầu biết đến một cái cơ thể qua cái gọi là DNA. Hình như ở Việt Nam họ gọi tiếng Pháp là DIN thì phải. Thì cái DNA á, thứ vì nó là những cái tế bào, và DNA là cho chúng ta biết được nó có ghi lại cái dấu ấn của quá khứ. Ví dụ như là người ta có thể tìm thấy DNA của những người sống ở trên đảo Thái Bình Dương, là nó liên hệ đến những cái bộ tộc nào của người Mông Cổ đổ xuống những cái hòn đảo ở phía Nam, và nó thuộc về giống dân nào, và người ta phân ra cuối cùng con người đã có những cái cuộc di cư từ Phi Châu qua bên đến những cái đại lục khác ra sao, vân vân. Thì đó là một chuyện rất là tế nhị. Nhưng mà căn bản mà nói thì do cái sự hiểu biết về DNA, chúng ta hiểu biết thêm về di truyền, chúng ta hiểu biết thêm về nhiều thứ khác. Thì DNA đó, khi chúng ta nói đến những cái tế bào á, thì nó cũng chưa có nhỏ bằng những nguyên tử đâu. Nhưng mà đại khái đó là trong cái thế giới này đó, tất cả sự hiện hữu theo Phật và đặc biệt theo Thắng Pháp đó, nó là được kết cấu lên bởi những cái phân tử và bởi những cái nguyên tử, bởi những đơn vị cực vi. Như chúng ta nói về đất nước lửa gió ở trong sắc pháp, và khi mà chúng ta nói về tâm và thuộc tánh, khi chúng ta nói về tâm pháp, và ở đây nói về sát na tâm. Thì bởi vì sát na tâm là một đơn vị cực vi, do vậy cái diễn trình của tâm thức, diễn trình đó là kết nối từng sát na. Và khi mà chúng ta nói về kết nối từng sát na thì chúng ta phải nói rằng đó là một cái hiện tượng tế nhị nhất, một hiện tượng sâu kín nhất mà trong cái kho tàng văn minh của loài người được biết đến ở trong lịch sử của nhân loại. Và đặc biệt, đây là một cái sự ghi nhận rất là cổ xưa, xa xưa lắm thưa quý vị, xa xưa lắm. Lúc thời Đức Phật ngài giảng những cái hiện tượng này đó, thì chưa có nước Anh, Âu Châu còn là vùng đất mang rợ, chưa có nước Đức, chưa có cái ngôn ngữ gọi là Anh ngữ chúng ta nói bây giờ, từ xa xưa lắm. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta đề cập đến cái diện nhỏ nhất, thì chúng tôi lấy một ví dụ là mình nói đến một cái diễn trình tâm thức có 17 sát na. Thì 17 sát na là một cái diễn trình là ngũ môn cảnh rất lớn, thì nó dài, nghe nói nhiều. Nhưng mà thật ra 17 sát na đó cũng là một cái gì rất 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 là nhỏ bé. Khi mà chúng ta nói một tích tắc hay là một khẩy móng tay, tâm sinh triệu triệu cái. Chúng ta nói triệu triệu cái, bây giờ giả sử mình nói rằng mình chỉ lấy cuộc số 17 đi. Và nó có những cái diễn trình ngắn hơn nhiều, nhưng mà chúng ta lấy diễn trình lớn là 17 đi. Mình chia ra triệu triệu ra 17 thì chúng ta nói là có hàng
triệu cái gì trên trời. Dạ, một cái cách nói rất là tế nhị. Sở dĩ mà chúng tôi hơi dài dòng về chuyện này một chút đó là để quý Phật tử chuẩn bị tâm lý khi mình học như vậy, là không nên lấy cái diễn trình của tâm thức suy diễn trong đời sống hàng ngày. Tại vì chúng ta đang nói đến một cái gì gọi là rất là vĩ mô, rất là micro và rất là vĩ mô. Và cái vĩ mô này nó quá nhỏ bé, quá tế nhị so với những cái quan niệm nào ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó tương tự như là có một lần nào đó quý vị xem một cái video hay một cái clip ở trên YouTube. Ví dụ ở YouTube, ở trong clip đó nó là 4K với những hình ảnh rất là sắc nét, với âm thanh rất là hay. Nhưng mà cái hình ảnh sắc nét và âm thanh hay đó đó, thật ra nó chỉ là một cái kết cấu của những cái nét chấm và những cái nét chấm thứ tự gọi là bit, tức là byte digit, và byte digit tức là zero một hay là on off. Nói như vậy rất là khó hiểu, đã khó hiểu trên phương diện giải thích kỹ thuật số cho tất cả những hiện tượng mà chúng ta đề cập đến sắc tướng và âm thanh ở trên net rồi. Nhưng mà điều này nó chưa có vi tế bằng khi mà chúng ta nói về những sắc na tâm. Chúng ta đi vào một thế giới nhỏ bé, ly chi lắm, một thế giới tế nhị lắm, rất là tế nhị. Thì một việc nữa mà chúng tôi muốn tất cả quý vị nên lưu ý, nên lưu ý, đó là không nên đọc những cái diễn trình của tâm thức như là một cái hồ sơ mở ra, xử lý rồi đóng lại, xong chuyện. Ngài Narada, Ngài có nói rằng, những ai mà học thắng pháp để tìm thấy những cái phương pháp trị liệu tâm lý, người ta sẽ thất vọng. Bởi vì cái sự mô tả về diễn trình tâm thức của thắng pháp, nó rất là khác với những cái hiện tượng là vui, buồn, thuận nghịch, thương ghét, thích hay không thích ở đời sống bên ngoài. Lấy một thí dụ là thưa quý vị, một diễn trình tâm thức dài 17 sắc, nhưng mà không phải là trong một cái diễn trình tâm thức 17 sắc nào chúng ta đủ khả năng để hiểu rõ cảnh, để tiếp thu, để kiểm tra, để thẩm định, để xác định rồi xử lý. Không phải vậy, mà chúng ta cần tới hàng triệu triệu và hàng triệu cái tập tư tưởng, những diễn trình như vậy ở trên một cảnh đó, để chúng ta có thể sáng, có thể rõ. Thí dụ như là chúng ta có cái bình trà bằng sa thạch được làm ở tại Nghi Hưng, thì chúng ta nhìn cái bình pha trà đó và chúng ta biết cái giá trị của bình này. Đây là cái bình Nghi Hưng và nó làm bằng sa thạch, nó đã làm được như thế này thế khác. Thì chỉ riêng chừng đó thôi, thưa quý vị, là không biết bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ cái sắc na tâm và cái chấp tư tưởng nó phải xử lý một cái đối tượng đó. Ở đây thì chúng ta có thể hiểu như là một cái gành đá ngoài biển mà sóng vỗ liên hồi, nó đập vào trong gành đá liên hồi. Và tâm thức của chúng ta cũng vậy. Tâm thức chúng ta phải là, mình nói rằng tới lúc mà khai ngũ môn rồi ngũ song thức rồi tiếp nhận rồi kiểm tra rồi xác định rồi xử lý rồi dư hưởng, vậy là hết. Không phải vậy. Nó phải chỉ cái chừng đó mà cái diễn trình đó nó lặp đi lặp lại. Ban đầu á thì nó chỉ là những cái cảnh tượng rất là sơ khởi, mờ nhạt, rồi nó nhồi nặng qua rất là nhiều cái diễn trình tâm thức để chúng ta có được một cái phản ứng. Đây là bình trà, pha trà, đây là bình Nghi Hưng, đây là bình của làm bằng sa thạch, nó đủ thí chuyện ở trong đó. Nên
nên cuộc sống ấy, nó là một cái gì, nó là một cái đa phần tại sao trong khi bên chúng ta học Phật á, thì chúng ta hiểu rằng rất khó để có một cái hiện tượng vật chất hay là tâm thức mà tồn tại riêng lẻ, mà chúng ta phải nói đến nhiều nhân nhiều duyên. Và ở trong kinh điển của Phật giáo Bắc truyền, ở trong Hán tạng thì có cái, như trong kinh Hoa Nghiêm có dùng cái cụm từ trùng trùng duyên khởi, điệp điệp duyên sinh, duyên khởi duyên sinh trùng điệp, là tại vì sao, nó có vô số cái nó có vô số cái yếu tính, vô số cái hiện tượng kết hợp với nhau. Mình đọc một câu thơ Đường chẳng hạn, đọc câu thơ Đường mà mình cảm nhận được ngôn ngữ, cảm nhận được cái hay của gieo vận, cái dây của điển cố, của cái hay của âm tiết, thì có nhiều khi mình đọc một câu thơ mình cảm nhận được tất cả, nhưng mà cái tâm của chúng ta còn làm việc nhanh nhanh hơn thì đó được. Nó đòi hỏi rất là nhiều thứ. Thành ra chúng ta không nên học vào các cái diễn trình tâm thức, ví dụ ok đây là diễn trình tâm ngũ môn, diễn trình tâm ý môn, diễn trình tâm đạo chứng quả, diễn trình tâm liên thông, niết bàn, liên thiền, niết bàn, vân vân. Khi mà chúng ta đọc điều đó, nhiều khi chúng ta bị cái cảm giác là mình hiểu vấn đề theo cái cách đại loại. Và Đức Thế Tôn ngài ở dưới cái cây sông Long Thọ, ngài viên tịch niết bàn một cách liên thông, mình hiểu hình ảnh rất là dàn trải ra một cái không gian, một cái khung thời gian rất là rộng lớn. Ở ở đây thì nó hoàn toàn khác. Thành ra trong cái bài tổng quan này, chúng tôi đặc biệt phải nói đi nói lại, lặp đi lặp lại, làm thế nào để quý Phật tử có thể hiểu được rằng chúng ta đang nói về phương diện vĩ mô. Phương diện vĩ mô tức là nói gì, rất là nhỏ nhiệm, rất là tế nhị lắm. Thưa quý vị, cũng là một cái sự hiểu lầm khác mà chúng ta thường có khi mà chúng ta nói về lộ tâm, nói về diễn trình tâm, đó là chúng ta nói về căn môn. Chúng ta nói về căn môn. Như chúng ta được biết là con mắt là nơi nương của nhãn thức, nhưng mà khi nói về nhãn môn, tức là những cái tâm mà nó đi qua con mắt, nó những cái tâm và những biết cảnh sắc á, nó không phải chỉ có thức, mà có nhiều tâm nương của nhãn môn, thì tôi nói 46 tâm chẳng hạn. Thì cái chữ môn á, nó rất khác với nhãn môn, rất là khác với nhãn vật, rất khác với nhãn căn. Và chúng ta không về điểm này là chúng ta đã đi qua những bài học trước rồi, bây giờ không cần nhắc lại. Nhưng mà về là diễn trình của tâm thức đặc biệt cho chúng ta thấy cái kết cấu rất là phức tạp của cảnh, giữa cảnh thực tức là cảnh chân đế đối với cảnh thi thiết. Và một cái hiện tượng như sắc thinh hương vị, cái sắc thinh khí vị xúc đó, đó là những cảnh rất là thực, rất là trần trụi của thực tế ở bên ngoài. Khi mà nó qua một cái quá trình tiếp thu, kiểm tra, xác định rồi phản ứng của tâm lý đó, thì không biết bao nhiêu là sự tô điểm cao chút, bao nhiêu là những cái quá trình, và nó không thể nào mà trở về cái nguyên sơ. Bởi vì đôi khi chúng tôi đọc những quyển sách, và những quyển sách này chúng tôi tạm gọi là nó rất là đầy cái tính cách mê hoặc, và mê hoặc đối với nền văn hóa Tây phương. Ngày nay cũng là lý do mà như người theo thiền học Zen, thiền học Zen thì nói về cái gọi là beginner's mind. Beginner's mind tức là cái tâm ban sơ, cái tâm chưa có nhồi nặng, và cái mà chúng ta gọi là cái tâm biết cảnh như thật đó. Thì có nhiều người nói rằng cái khả năng để mà mình nhận thức, khả năng mà chứng đạo đó,
là tìm với trở về với nguyên thủy của bình yên. Ở trong nguyên thủy bình yên đó là cái sự vật ra sao mình nhận nó như vậy, chứ không có qua những cái sự nhồi nặng của thành kiến định kiến và Phật. Thì thật ra mới cái phần lý thuyết nó dễ lắm. Mới nghe phần lý thuyết nó dễ, nhưng mà khi mà chúng ta là một người học về thắng pháp, nhà học về thắng pháp, thì chúng ta biết rằng trong mỗi một cái diễn trình tâm á, nó đều có cái tâm nó gọi là beginner's mind, ví dụ như tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, nó thật sự nó chỉ biết cảnh chân đế thì ra sao biết như vậy. Nhưng mà rồi đến trải qua tới cái tâm xử lý ấy, thì nó là chuyện khác, và đó là chuyện khác. Và để người ta có thể gọi là trở về với cái beginner's mind, cái tâm nguyên sơ đó, trên phương diện lý thuyết thì nghe nó hay, nhưng mà thực tế đâu phải, thực tế không có làm được như vậy. Về điểm này thì chúng ta sẽ học vào, chúng ta sẽ thấy. Và do vậy khi mà trong những trình tâm thức thì chúng ta đặc biệt thấy cái tâm ngũ môn và lục ý môn, nó được được trình bày như là những điểm nhấn rất là quan trọng. Và những cái cảnh như sắc thinh khí vị xúc pháp á, thì cảnh pháp á, nó phức tạp hơn nhiều. Thật ra thì chúng ta khi mà nói về 21 cảnh cảnh pháp chúng ta cũng nói phức tạp rồi, nhưng mà ở đây khi học về diễn trình tâm thức thì các vị sẽ thấy như này. Và thưa quý vị, một lần nữa từ cái điểm này đó, chúng ta cũng đi vào cách nói của vĩ mô và đại loại. Vĩ mô và đại loại là khi mình học trong thắng pháp, chúng ta thấy có cái chuyện mà tâm tiếp nhận cảnh nó trải qua giai đoạn xử lý, hay là đắc đạo chứng quả vân vân, tất cả mọi thứ đều nói đó. Những trình tâm thức đó quý vị học, nhưng mà luôn luôn phải tự nhắc mình là đây là một thế giới của micro chứ không phải thế giới của macro. Thế giới của macro mà chúng ta gọi là nói theo bình diện rộng, hay cách nói chung chung, hay cách nói đại loại đó, thì chúng ta nói đến như thường được đề cập đến trong kinh tạng. Và khi đề cập kinh tạng là chúng ta nói ngày Bà Hy Giá gặp Đức Thế Tôn, Đức Tôn thuyết pháp như vậy, cảm nhận như vậy, lãnh hội như vậy, rồi đắc đạo chứng quả như vậy, rồi viên tịch như vậy. Đó là một câu chuyện khác. Nhưng mà chúng ta nói trên phương diện diễn trình của tâm thức á, thì cái này nó tế nhị lắm, nó rất là vi tế. Và hồi nãy chúng tôi có nói với quý vị là nó tế nhị đến nỗi mà nhiều khi nếu quý vị nào để ý những câu hỏi của chúng tôi đối với thượng tọa Từ Siêu đó, nhiều khi thượng tọa cũng phải ngập ngừng để phân vân, là tại vì chúng tôi đem một vấn đề của kinh tạng mà hỏi theo thắng pháp, chúng tôi đem một vấn đề mà của macro để hỏi theo micro, chúng tôi đem một vấn đề mà nó là một cái chuyện mà mình nói rất là thương thức, mà để liên quan đến một cái chi tiết khó nói lắm, rất là khó nói, phải phải là người mà tương đối là hiểu thắng pháp thì mới thấy rằng ở trong cái vị thế đó, trong vai trò đó, nó không có đơn giản để trình bày. Không đơn giản. Và một cái khía cạnh khác mà chúng tôi cũng muốn đề cập đến tại đây, đó là trường hợp mà chúng ta nói đến nhân quả, phi nhân phi quả trong đời sống. Ví dụ như là chúng ta là người sống tin vào định mệnh đã an bài, thì hay là mình tin rằng tất cả những cái nghiệp quá khứ đều là do tất cả những gì xảy ra trong hiện tại đều do nghiệp quá khứ, thì cái đó là một cách nói theo tiền định hay là định mệnh. Ở trong lúc đó thì ngày nay thì chúng ta cũng có một cái quan điểm mà ngay cả người Phật tử có đôi khi mình nói rằng tâm bình, thế giới bình, hay là chúng ta nói cái quan điểm gọi là duy ý chí. Duy ý chí tức là như một nhà thơ Cộng sản nói là đôi bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành công. Thì cái duy ý chí đó, nó có cho chúng ta cảm tưởng như là chúng ta có thể vận dụng được cái ý chí của mình để làm tất cả, để áp đặt tất cả. Nhưng mà khi chúng ta học đọc vào cái diễn trình của tâm thức đó, thì cái hệ luận của nhân quả nó cực kỳ phức tạp lắm. Trong một cái
cặp tư tưởng ở trong một diễn trình tâm thôi, nhân quả nó xen với nhau. Và ngoài cái nhân, ngoài cái quả, cái nhân nó còn có những cái tâm của lượng, không phải nhân cũng không phải quả. Và ở đó cho chúng ta một cái thế giới hoàn toàn khác. Về điểm này đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nó khác hơn là những quan mà chúng ta có trong cuộc sống. Thật sự nó rất là lợi lạc, rất là lợi lạc. Cũng nói thẳng ra là trong cuộc sống này đôi khi mình cảm thấy mình phấn đấu, có nghĩa là mình có thể sống bằng ý chí và mình phải tốt, mình phải hay, mình phải giỏi, phải khéo, mình phải an toàn, mình phải thế này thế kia. Một mặt khác, chúng ta cảm thấy rất là bất lực. Tại sao mình lái xe rất cẩn thận mà vẫn tai nạn? Tại sao mình sống rất là tốt nhưng mà vẫn bị tai bay quả gợi? Tại sao và tại sao? Nhưng mà thật ra thì ở trong diễn trình của tâm thức cho chúng ta biết về một cái hiện tượng giới, đó là một sự hỗn hợp đắp đổi giữa nhân quả, và có những thứ nó thuộc về nhân quả. Đó cũng là một điều rất là thú vị. Và sau cùng trong bài học này, nếu mà vị nào mà thường sinh hoạt ở trong room và biết rõ chúng tôi đó, thì chúng tôi là người không có thích nói phóng đại. Dạ, chúng tôi không thích nói phóng đại. Tại vì quan điểm rằng hãy mình nói phóng đại cái gì quá đó thì thường là nó lại là chủ quan, nó là sai. Và hôm nay khi mà chúng tôi nói quý vị rằng những cái khi chúng ta học về diễn trình của tâm thức á, là chúng ta học về tinh hoa của Phật Pháp á, thì cũng có thể là quý vị nghĩ rằng chúng tôi có vẻ hơi cương điệu về đề tài này. Thật ra trong thời gian qua chúng ta học rất là nhiều thứ, thưa quý vị, học nhiều thứ. Và nếu quý vị nhớ lại, chúng tôi không có ít bao giờ chúng tôi nói điều này lắm. Và chúng tôi cũng phải nói một điều rằng có rất nhiều vị giảng sư dạy về thắng pháp, dạy tới phần diễn trình tâm thức thì chỉ trình bày, nhưng mà các vị đó cũng không có nhắc tất cả mọi người rằng đây là một cái phần tinh hoa của Phật Pháp. Và có nhiều vị chưa bao giờ được nghe nói về điều này, mà nghe nói thì tưởng đâu là chúng tôi quảng cáo quá đáng. Dạ. Tại sao phải dùng cái chữ tinh hoa ở tại đây? Thực tình mà nói đó là chúng ta nên đơn cử ra một vài cái khía cạnh và một vài cái khía cạnh để chúng ta hiểu rằng tại sao nói về diễn trình tâm pháp là nói về cái tinh hoa của Phật Pháp, diễn trình tâm thức. Thứ gì như là chúng ta thấy một cái sự nhập nhằng giữa triết học, giữa tôn giáo và ngay cả trong nhiều giáo phái của Phật giáo, nhiều tông phái Phật giáo, thì đặc biệt tới đến hồn và xác. Xác là xác thân của chúng ta, hồn là linh. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng sống là thể phách, thác là tính ánh, nhưng mà rồi chúng ta nói tới một tinh linh hồn. Cái gì mà chúng ta mang máng là có một sự tồn tại của tự ngã, mà sự tồn tại đó nó không thuộc về tàu mình tứ chi, nó không thuộc về lục phủ ngũ tạng, nó không thuộc về cái thân tứ đại giáo hợp này, mà cái sự tồn tại đó là một cái gì rất là linh mẫn, rất là vô hình, nhưng mà lại có một vai trò chi phối toàn bộ cuộc sống. Đó là cái gọi là linh hồn. Và linh hồn chúng ta nên nói rõ là linh hồn hay quan niệm về linh hồn là nó là một cái lập thuyết quan trọng, một cái cơ sở nền tảng của hầu hết các tôn giáo, ngoại trừ một số các tông phái Phật giáo. Nói rõ là ngoại trừ Phật giáo nguyên thủy ra. Do vậy người ta nói đến tu là làm tốt là để cứu rỗi linh hồn, là linh hồn được siêu thoát, linh hồn được về với Chúa, được về với cõi Phật, linh hồn là thế này thế kia. Nhưng mà khi mà đạo Phật giảng về tâm thức, và đặc biệt là qua cái sự trình bày của diễn trình tâm thức đó, thì chúng ta
thấy rõ rằng tâm thức rất là khác với cái quan niệm về linh hồn. Nó là một dòng sinh diệt tiếp nối, dòng sinh diệt tiếp nối đó, nó có nhiều sát na nối tiếp với nhau, sinh rồi diệt tiếp nối, trở thành một dòng tâm thức. Và cái dòng tâm thức đó bị chi phối bởi quá khứ, hiện tại, vị lai. Dòng tâm thức đó nó có thể thay đổi, dòng tâm thức đó nó có thể tồn tại mà không có dự phần của ý chí, nhưng mà nó cũng có ý chí dự phần ấn vào. Thật ra cái sự tồn tại của dòng tâm thức nó hoàn toàn khác biệt với cái quan về một linh hồn trường cửu. Tâm thức không phải là một linh hồn trường cửu. Đây là một cái điểm rất là quan trọng. Nếu chúng ta nhận ra rằng cái ý niệm về linh hồn hay linh hồn được cứu rỗi, linh hồn được siêu thoát đó, nó là một cái nền tảng của nhiều tôn giáo, của nhiều, ngay cả nhiều tông phái trong đạo Phật, thì cái ý niệm về một diễn trình tâm mà gồm nhiều sát na sanh diệt tiếp nối đó, nó phải là một cái đối ứng mà có thể nói rằng lớn chuyện chứ không phải nhỏ. Lớn chuyện không nhỏ, lớn lắm khi chúng ta hiểu về điều này. Và thưa quý vị, diễn trình của tâm thức cũng cho chúng ta biết nhiều về cái sự hỗn hợp của nhân quả. Và qua đó chúng ta cũng hiểu rõ về cái chi phối của quá khứ, hiện tại, vị lai. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng, ngoài cái linh hồn, người ta còn nói về chiếc tiền định, về số mệnh, số mạng, cái gì đã chắc chắn an bài. Nhưng mà theo trong Phật Pháp đó, thì trong một cái chặt tư tưởng, ở trong một cái diễn trình tâm thức đó, thì nó có những thứ thuộc về quả. Ví dụ như chúng ta nói về ngũ sông thức, nhưng mà có những thứ nó không thuộc về quả mà nhân, ví dụ như tâm xử lý. Và có những thứ mà không nhân không quả, và ví dụ như tâm những cái tâm mà làm công việc có cái cách là máy móc. Và chúng ta nói đến khai ngũ môn, khai ý môn, nói đến tiếp nhận, nói đến kiểm tra, nói đến xác định, vân vân. Thì việc đó chúng ta đã học qua. Và như vậy đó, ngay ở trong dòng tâm thức đề cập đến đó, thì đã cho chúng ta thấy cái tính cách hỗn hợp của cuộc sống, cái tính cách đa dạng, kết cấu rất là ly chi của cái sự hiện hữu của con người. Và do vậy tất cả những cái lập thuyết về tiền định, về thiên định, về số mệnh, về định mệnh, vân vân, nó không có chỗ đứng ở tại đây. Chúng ta nên nhớ kỹ và nhớ rất kỹ rằng đa số Phật tử ngày nay sống với những cái hiểu biết rất là sơ đẳng về Phật Pháp. Do vì người ta thường tin vào cái gì cũng có số. Khi nó có số thì chúng ta nói số mệnh, nói định mệnh. Hay là đôi khi mình nghĩ rằng trời Phật thương cho mình cái này cho cái kia, chúng ta nói tới thiên mệnh. Mà thậm chí đôi khi ta nói rằng định mệnh nó an bài. Chúng ta người Phật tử tin như vậy. Phải học về diễn trình của tâm thức thì chúng ta mới tạm nhận, tạm thấy, tạm biết được rằng ở trong cái giáo lý nghiệp báo, ở trong cái giáo lý duyên khởi, ở trong cái thắng pháp và diễn trình tâm thức, thì tất cả những cái quan điểm về thiền định, tiền định, về thiên định, về số mệnh, nó không có chỗ đứng. Đó là một câu trả lời sấm sét, một câu trả lời lớn lắm, chứ không có đơn giản. Chúng ta phải thực sự rất là cẩn trọng. Khi mà chúng ta học vào, chúng ta sẽ nói thêm về điểm này, nhưng mà đây là một cái đề tài hết sức là trọng yếu, chứ nó không có đơn giản là một câu chuyện nhàn đạp. Mà thưa quý vị, chúng ta cũng nói về một cái thế giới phức tạp của tâm ý, nhưng mà thế giới phức tạp đó chúng ta không thể nói hết, nói đủ, nói rõ nếu chúng ta không nói về diễn trình của tâm thức. Thông thường thì người ta cứ nói rằng mình đừng sống nghiêng về vật chất, mà chúng ta hãy sống về tinh thần. Xem ra thì
đời sống tinh thần được đề cao, nhưng mà đời sống tinh thần thế nào? Có nhiều khi cái chuyện, cái cách nói nó cũng chung chung lắm, nó đại loại lắm. Nhưng mà đời sống này, chúng ta có thể tách rời khỏi tâm ra khỏi vật chất hay không, và khi chúng ta sống, chúng ta nghiêng về tinh thần sống thế nào, thì đó là một câu chuyện không có đơn giản, nó rắc rối lắm. Vì vậy có nhiều khi có sự kiện như vậy, là hồi xưa chúng tôi ở gần sư trưởng, hay là kể cả ngày tinh sự đó, nhiều lúc nghe một người nào đó họ nói câu gì đó, và họ nói câu gì đó, thì các vị không có dễ dàng để có thể đón nhận, mà các vị hay chê trách, và chê trách những điều đó, bởi vì nói như vậy thì nó có tác là nó nói cho có nói thì chứ nó không chính xác mà đâu hết. Thí dụ như mình nói một cái người mà thích ăn nhậu là người sống nghiêng về vật chất, rồi người thích làm thơ, thích viết văn là nghiêng về đời sống tinh thần, thì thực ra mình nghe như vậy cũng có lý, ở trong đời sống hàng ngày có lý. Nhưng mà cái người mà sống mơ theo gió rồi thơ thẩn cùng mây, cái đó không nhất thiết, không nhất là đời sống tinh thần. Nhưng mà chúng ta vẫn nghĩ như vậy. Dạ, chúng ta vẫn nghĩ như vậy. Một lần nữa, trên phương diện mà liên quan đến đời sống tu tập thì diễn trình tâm thức cho chúng ta một số cái soi sáng rất là quan trọng. Và đặc biệt là khi nói đến cảm thọ, khổ lạc, ưu hỷ xả, nói đến phiền não, nói đến cái vai trò của trí tuệ trong tâm thức, thì khi mà chúng ta đào sâu vào diễn trình tâm thức, cho chúng ta thấy một cái thế giới hoàn toàn khác, khác lắm so với cái quan niệm thường tình. Và điều đó là điều là những cái khía cạnh mà liên quan đến cái gọi là cái nền tảng của Phật học. Nền tảng Phật học. Vì vậy sở dĩ mà chúng tôi phải nói thêm về điều này là chúng tôi ngại rằng khi mà mình nói rằng học về diễn trình tâm là một cái gì tinh hoa, là tinh hoa Phật pháp thì các vị có thể nghĩ đó là cái nói cường điệu. Cái nói cường điệu. Ở đây cũng phải nhắc rằng Phật giáo Bắc truyền có luận tạng, nhưng mà những lớn của Phật giáo Bắc truyền, dù đó là Duy Thức, dù đó là A Di Đà Câu Xá, thì cũng bỏ qua phần này, không nói đến diễn trình của tâm thức. Mặc dù giờ quý vị nghe nói chỉ sát na tâm, sát na tâm được nói rất nhiều. Hàng Mặc Tử trước khi mà thay đời Thiên Chúa giáo á, cũng là một người đi chùa, và trong thơ Hàng Mặc Tử cũng nói đến chỉ sát na tâm. Nhưng mà khi người ta nói sát na tâm, không có nghĩa là người ta nói về diễn trình của thức, diễn trình tâm thức. Như là chúng ta học về sáu khía cạnh của tâm, sáu khía cạnh của tâm thức mà trước khi học ở đây đó, thì quý vị thấy rằng những cái ý niệm định nghĩa rõ ràng, những cái từ vựng phải dùng chính xác, những con số chính xác, và bao nhiêu sự chính xác đó, nó chỉ là một cái bước dạo đầu để chúng ta học về diễn trình tâm thức thôi. Và nếu chúng ta học về diễn trình tâm thức mà chúng ta không học về những sáu khía cạnh đó thì chúng ta không hiểu được. Nhưng mà chúng tôi nói thêm là sáu khía cạnh đó đó chỉ là những cái dạo đầu, nó không nhất thiết cho chúng ta những cái gọi là ly chi khi mà chúng ta học vào diễn trình tâm thức. Vì vậy đối với cá nhân chúng tôi đó, và chúng tôi tin rằng một số các vị giảng sư đó, thì sẽ tin rằng diễn trình tâm thức Chittavitta là một cái tinh hoa của Phật pháp, mà chúng tôi cam đoan quý vị rằng ngoài Tam Tạng Pali không có một cái bộ phận, một cái tông phái nào khác của đạo Phật dạy, và trong Tam Tạng Pali chỉ có trong Thắng Pháp nói đến điều này, và chúng ta cũng không tìm thấy một cái mô tả tương tự như vậy ở bất cứ một tôn giáo nào khác, ở trong cả cái kho tàng tinh hoa của nhân loại, khi mà chúng ta nói đến văn học, nghệ thuật, triết học, v.v. thì đặc biệt là ở trong Thắng Pháp thì mới có đề cập đến điều này. Bây giờ thì chúng tôi kết thúc bài giảng hôm nay ở tại đây, và tiếp theo thì không biết Bạch Thượng Tọa Thời Siêu Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thời Siêu đang ở trước máy, xin kính thưa Thượng Tọa.
quan hỷ. Dạ quý vị quan hỷ cho chúng tôi biết. Ô dạ thấy thượng tọa từ siêu, dạ kính cung trình thượng tọa. Nam mô Bụt. Kính bạch chư Tổng đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay nhân học về tổng quan của viễn trình tâm thức, ở trong đó nghe thường gọi giới đẳng có trình bày về cái vấn đề viễn trình tâm thức là tinh hoa của Phật pháp. Mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị một vài ý nghĩa tương đối quan trọng để chúng ta hiểu tại sao viễn trình tâm thức là tinh hoa của Phật pháp. Nhưng mà trước tiên thì chúng tôi cũng muốn trình bày với quý vị một số vấn đề nó có liên quan đến duyên hệ khi mà nói đến từng chập, tức là từng sát na ở sanh khởi. Thân này nó bao gồm hai phần, danh và sắc. Sắc ở đây thì nó gồm có sắc tứ đại, là đất nước lửa gió, là căn bản của vật chất. Từ đó, từ sắc tứ đại nó sanh ra 24 sắc y sinh. Chung tức là sắc quẩn, nó gồm có sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, sắc do thời tiết sanh, sắc do vật thực sanh. Cái đó chúng ta sẽ nói đến trong cái phần sau của Thắng Pháp, khi mà chúng ta nói về cái sự hiện khởi hay là cái sự diễn biến của sắc, mà ngài Hòa Thượng Tịnh Sự ngài gọi tắt là lộ sắc. Rupa Patikkamo. Còn khi mà chúng ta nói về danh thì danh quẩn ở đây nó không phải là một đích, bởi vì người ta không biết được thắng pháp Abhidhamma và không biết được Chitta Vị Thí, tức là diễn trình tâm,
Cho nên họ nghĩ rằng sắc thì nó có già, có bệnh, có chết, nó có sự biến đổi, nó có sự hoại diệt. Nhưng mà họ cho rằng tâm, tức là linh hồn, thì nó vĩnh hằng, nó không có biến hoại, cũng giống như là sắc. Bởi vì sắc thì họ thấy được có già, sắc pháp là có già, có bệnh và có chết. Nhưng mà tâm vì họ không thấy già, không thấy bệnh, không thấy chết, cho nên họ mới cho đó là cái linh hồn. Mà trong cái văn hóa Ấn Độ gọi là chi quá, chữ chi quá ở đây giống như là một sinh mạng, là linh hồn. Nhưng mà trong Phật giáo là nên chi quá, tức là không có cái gọi là linh hồn. Thì như vậy, nếu phủ nhận cái linh hồn, phủ nhận một cái loại tâm linh trường cửu vĩnh hằng, thì như vậy làm sao tâm có thể từ ngày này sang ngày khác? Và lúc nào con người còn sống thì cũng có tâm hết. Thì thưa quý vị, cái diễn trình của tâm là nó sanh khởi từng sát na, gọi là thanh na, từng sát na, hay gọi là từng chập, từng chập. Và bây giờ từng sát na sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Thì như vậy, cái gì làm cho nó có sanh tan na, tức là nó có cái sự liên tục? Dạ vâng, đạo tràng chúng con đã không còn nghe được tín hiệu âm thanh của thượng tọa Tuệ Siêu. Chúng con hành kính cung thỉnh thượng tọa trở lại với đạo tràng của chúng con. Nam mô Phật Thầy. Chắc có lẽ là lớp chúng ta không có duyên để nghe duyên hệ, hay là tôi không có duyên để nói cho các vị nghe, cho nên nó bị gián đoạn đi. Bây giờ quý vị có muốn nghe tiếp không? Quý vị có nghe được rõ không? Xin cảm ơn quý vị. Thì thưa quý vị, không biết là tâm nó khởi điểm từ lúc nào, cái sát na đầu tiên không có, từ vô thủy luân hồi không tìm ra khởi điểm, cái phần đã thuyết gì vậy. Nhưng mà cứ là sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt của từng sát na. Thì một cái sát na trước nó hiện sanh, nó hiện khởi, trụ lại cực nhanh, ngắn ngủi, cực lại rất ngắn ngủi. Nó trụ lại ngắn ngủi như vậy rồi diệt đi, gọi là phân rã. Cứ là upatti,
Thứ tiết phân gác sanh trụ diệt. Nhưng mà rồi cái sát na diệt, cái sát na diệt của cái chập tư tưởng đó, của chập tâm đó, nó lại có mãnh lực trợ duyên cho cái sát na kế tiếp nó sanh khởi bằng cách là vô gián duyên anantarapachaya hay là samanantarapachaya là liên tiếp duyên. Rồi cái sát na cái sát na kế tiếp đó nó sanh rồi trụ rồi diệt, nó lại trợ cho cái sát na kế tiếp nữa cũng bằng cách gọi là vô gián duyên. Như vậy thì trong cái diễn trình tâm thức á, nếu mà phân ra thì chúng ta thấy có thiện trợ thiện, có thiện trợ vô ký, có bất thiện trợ bất thiện, có bất thiện trợ vô ký, có vô ký trợ vô ký, có vô ký trợ thiện, có vô ký trợ bất thiện. Như thế nào? Ở đây thưa quý vị, trước hết khi mà chúng ta nói cái sát na tâm hữu Phật hay là tâm hữu kiếp, cái sát na tâm hữu Phật đó, tâm trước, tâm sanh trước diệt trợ sát na tâm hữu Phật sanh sau bằng cách gọi là vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên. Rồi ngay khi cái tâm hữu Phật dứt dần và nó trợ cho tâm ngũ sanh thức ở tâm khai ngũ môn, cái tâm khai ngũ môn này là một tâm phi nhân phi quả bởi vì nó thuộc về duy tác vô nhân, đó là duy tác vô nhân, ý giới duy tác vô nhân là tâm khai ngũ môn. Thì cái hữu phần dứt dòng đó gọi là pháp văn gút bách chê đá, cái sát na tâm hữu phần dứt dòng nó trợ cho tâm khai ngũ môn bằng cách gọi là vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên. Rồi cái tâm hữu phần, rồi cái tâm khai ngũ môn đó nó trợ cho một trong năm thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức hoặc thiệt thức hoặc thân thức. Thì cái này, thức này nó thuộc về quả, nó thuộc về cái quả thiện hay là quả bất thiện. Nhưng mà hễ là quả thì nó vẫn là vô ký. Do đó cho nên tâm khai ngũ môn trợ cho cái tâm, trợ cho cái sát na ngũ sanh thức đó cũng bằng cách là vô ký trợ vô ký bằng cách vô gián duyên. Rồi ngũ sanh thức trợ cho sát na ý giới tiếp thu, tâm tiếp thu này cũng thuộc quả thiện hay quả bất thiện. Tâm tiếp thu này nó sanh lên do cái sát na ngũ sanh thức trợ bằng cách gọi là vô ký trợ vô ký bằng cách vô gián duyên, bằng vô gián duyên. Rồi tâm tiếp thu trợ cho cái tâm quan sát, mà tâm quan sát ở đây được gọi là tâm thẩm tra, hay là cái tâm thẩm tấn, xài chữ sanh nát, xài nghĩa tùy theo vị muốn xài chữ nào xài. Thì nó cũng thuộc về tâm quả, nó cũng thuộc về tâm quả. Bởi vì cái tâm quan sát đó nó cũng thuộc quả vô nhân, quả thiện hay quả bất thiện. Nhưng mà nó thuộc về giống vô ký. Do đó tâm tiếp thu, sát na tiếp thu trợ cho sát na tâm quả cũng bằng cách là vô, gọi là
vô ký trợ vô ký cả vô gian duyên, rồi cái tâm quả, cái tâm quan sát đó nó trợ cho cái tâm phân đoán của thập anh á. Tâm phân đoán này cũng nó thuộc về ý thức giới duy tác vô nhân, tức là tâm khai ý mô, nhưng mà nó mang tên gọi là Wattapanna, tâm phân đoán cũng thuộc là vô ký. Thế thì tâm quan sát trở cho tâm phân đoán cũng bằng cách là vô gián duyên, vô ký trở vô ký. Bắt đầu tâm phân đoán đó nó trợ cho cái tâm động lực thứ nhất mà Thượng Tọa Nhật Đẳng gọi đó là cái tâm xử lý. Nhưng mà chắc có lẽ là những người học với dược pháp quen rồi thì chúng ta nghe cái tâm xử lý chúng ta không biết đó là chữ châu quanh á. Thật ra đó, chữ xử lý chỉ nói bằng nghĩa chứ không nói bằng từ được, vì chữ châu quanh á có nghĩa là động lực hay là động tốc. Hay là tốc hành tốc, mau, chạy mau. Thì chữ châu quanh á nếu là động lực thiện thì cái động lực thiện thứ nhất nó được trợ do cái tâm phân đoán là khai y môn đó, nó trợ bằng cách là vô ký trợ thiện bằng vô gián duyên. Còn nếu như động lực nhất đó là cái tâm bất thiện thì cái tâm phân đoán trợ bằng cách là vô ký trợ bất thiện mà vô gián duyên. Mà nếu tâm động lực thứ nhất đó là cái tâm duy tác hữu nhân của vị A-la-hán thì ở đây được gọi là vô ký trợ vô ký bằng vô gián duyên nữa. Thì động lực thứ nhất trợ động lực thứ hai có thể là thiện trợ thiện, có thể là bất thiện trợ bất thiện, có thể là vô ký tố trợ vô ký tố bằng vô gián duyên. Động lực thứ hai trợ thứ ba, thứ ba trợ thứ tư trợ thứ năm trợ thứ sáu trợ sắc đa, thứ bảy cũng là cái tâm động lực. Nếu là động lực thiện thì một loạt đó gọi là trùng dụng duyên, thiện trợ thiện hoặc là thiện trợ thiện bằng vô gián duyên. Nói nhanh quá chắc quý vị nghe không kịp. Có lẽ sau này quý vị gặp tình chúng tôi xuất hiện ở trong rừng chắc quý vị chạy mất quá. Vì khi nãy đó Thượng Tọa Nhật Đẳng nói cho quý vị nghe tổng quan về lộ tâm, diễn trình tâm mà nói theo một ý nghĩa thường thức cho quý vị dễ hiểu. Nhưng mà đến khi chúng tôi trình bày thì chúng tôi trình bày đặc sệt về cái pháp, về thắng pháp, cho nên quý vị hơi khó nghe một chút xíu. Rồi cái sắc na động lực thứ bảy đó, nếu là thiện nó trợ cho cái tâm dư cảnh dư hưởng, hay là tâm tâm na cảnh tâm thập duy thứ nhất thì bằng cách là bất là thiện trợ vô ký bằng cách vô gián duyên. Nếu là bất thiện thì bất thiện trợ cho vô ký bằng vô gián duyên. Chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy cái diễn trình tâm thức nó một cách tóm lại là cái sát na trước không phải nó chỉ đơn lẻ sanh lên rồi diệt mất rồi nó bỏ ngỏ đó, rồi sát na khác đó, tự nhiên là nó sanh lên ở cách ngẫu nhiên, mà ở đây là có cái sự liên đới giữa cái sát na trước trợ sát na sau bằng mãnh lực gọi là anantarapachyaye napachyayo, là trợ bằng cách vô gián duyên. Cái chỗ này các vị nên chú ý. Đây là trường hợp mà
Chúng tôi muốn thứ nhất là từng chập theo trong thánh pháp thì diễn trình tâm đó là nhiều chập vô số, nó sanh khởi nhưng nó sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Tuy nhiên nó vẫn có cái sự kế tục bằng cách gọi là vô gián duyên. Cái điểm này là một điểm rất quan trọng và rất đặc biệt ở trong thắng pháp. Thắng pháp của Phật giáo thì đã Phật giáo Nguyên Thủy. Còn đó, tâm còn sanh đó, nhưng mà không phải là nó có cái chỗ dung chứa tích lũy ở cái sắc na tâm trước, mà chỉ bằng một cái mãnh lực thừa kế, mãnh lực thừa kế tức là vô gián duyên. Chúng ta cần phải nhớ rõ cái chỗ này. Bây giờ chúng tôi tranh thủ thời gian, bởi vì hôm nay chư tăng ở trong room rất là hoan hỷ, chư tăng cũng đông, cũng được hai vị có thượng tọa Bá Đăng, thượng tọa Tiểu Biện để các vị trả lời những câu hỏi. Còn bây giờ thì chúng tôi nói qua cái phần thứ hai nè. Chúng tôi xin đóng góp với quý vị nhân khi thượng tọa Giác Đẳng nói về diễn trình tâm thức là tinh hoa của Phật pháp. Quý vị biết tại sao gọi là tinh hoa của Phật pháp không? Bởi vì một vị hành giả tu tập qua cái quá trình 16 tuệ minh sát để chứng đến đạo quả A-la-hán. Trong 16 tuệ minh sát đó thì cái tuệ đầu tiên được gọi là Rupa Namarupa Pariccheda, tức là phân định danh sắc. Cái tuệ thứ hai Namarupa Pariccheda Parikkha Jnana, tức là cái tuệ hiển duyên danh sắc, tức là cái tuệ thấy được duyên sanh danh sắc. Đến cái tuệ thứ ba đó được gọi Samasana Jnana, tức là tuệ thẩm sát tam tướng của danh sắc, hay là phổ thông, tuệ phổ thông, tam tướng phổ thông. Rồi cái tuệ thứ tư đó gọi là Upajapaya Jnana, là tuệ quán sanh diệt của danh sắc. Cái này quan trọng. Nếu mà không có học lộ tâm đó thì không biết làm sao để mà quán thấy cái sự sanh diệt của danh sắc. Tôi nhấn mạnh ở điểm này để cho quý vị thấy rõ cái diễn trình tâm thức đó là tinh hoa của Phật pháp như thế nào. Gọi là Khandakato, Khandakato tức là quán sanh diệt hay là quán vô thường khổ đau vô ngã theo sắc na, theo sắc na. Khi mà tâm hiện khởi, tâm sanh khởi gọi là Nipati Lakkhana, thấy được tướng hiện khởi của danh, tức là của sắc na tâm, thì cái đó gọi là thấy sự sanh của thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Rồi khi mà thấy được cái sắc na diệt của tâm á, tức là quý parinama lakkhana, tức là thấy được cái trạng thái hay là cái hiện tướng hoại diệt biến đổi của sắc na, của sắc na tâm, thì cái này được gọi là thấy cái sự diệt, gọi là quá giá, quá vô quá văn pasati, tức là thấy sự diệt. Cho nên
Khi mà chúng ta học về diễn trình tâm thức là chúng ta chú ý thấy rõ từng sát na sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, là chúng ta đã thấy cái sự sanh diệt của thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Cũng như khi mà thấy được cái sự hiện khởi của cái bọn sắc, gọi là rupa kalapa, bọn sắc nghiệp, bọn sắc tâm, bọn sắc quyết tiết, vân vân, thấy hiện khởi thì như vậy gọi là thấy sanh của sắc. Thấy diệt của sắc là cái sự biến đổi quậy già nua cũ kỹ và tiêu hoại vô thường, thì như vậy cái đó gọi là thấy sự diệt của sắc. Cho nên cái tuệ minh sát á, người mà muốn tu để đạt đến đạo quả, để đoạn trừ phiền não, thì phải thẩm sát về vô thường, khổ não, vô ngã, và phải quán thấy sự sanh sự diệt của danh và sắc. Mà nếu muốn thấy như vậy đó, muốn thấy sanh diệt của danh và sắc để nhận thức được vô thường, khổ não, vô ngã, thì phải học biết qua diễn trình tâm thức. Cho nên cái diễn trình tâm thức này rất là quan trọng, thưa quý vị. Nó là tinh hoa của Phật pháp ở chỗ đó. Bởi khi mà chúng ta học mà chúng ta không có tu tập, không có thực hành thiền định với thiền quán, thì chúng ta mới thấy học, ồ, học cái này để làm cái gì? Học từng sát na này nó sanh khởi, đến sát na kia, như vậy học để làm cái gì? Mà thưa quý vị, cho đến một lúc nào đó mà quý vị đã ngao ngán cuộc đời, quý vị chán cái cảnh đời, quý vị muốn xuất ly khỏi tâm giới này, muốn đạt đến sự giải thoát, thì quý vị phải làm sao thấy được vô thường của não, vô ngã của danh sắc, thấy sự sanh sự diệt của danh sắc, thì lúc đó quý vị mới thấy rằng, ồ, phải chi kiếp trước ở trong rừng lớp Phật pháp Bất Thoại Tham Á mình học cho kỹ diễn trình tâm thức đó, thì bây giờ mình đã tỏ ngộ dễ dàng quá. Nhưng mà lúc cái kiếp sau mà quý vị nhớ lại, quý vị hối tiếc, quý vị sẽ hối tiếc. Cho nên bây giờ quý vị cố gắng làm sao để chúng ta cố gắng theo dõi diễn trình tâm thức trong những cái thời gian sắp tới, học cho nó hết, thì như vậy cái việc mà chúng ta tu tập thiền quán đạt đến cái tuệ minh sát không phải là khó khăn. Đây là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, cũng mất nửa tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú kính kính Thượng Tọa Thượng Sư. Thưa quý vị, theo lời dạy của Thượng Tọa Thượng Sư thì chúng ta sẽ dành thời gian còn lại để thỉnh Chư Tăng có những cái ý thảo luận trong buổi học ngày hôm nay. Trước hết xin hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có nghe rõ không? Nếu Thượng Tọa đang nghe được, xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận. Một lần nữa, không biết Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có nghe được không? Thượng Tọa Tư Nguyện ơi, Thượng Tọa có nghe được không vậy? Nếu Thượng Tọa Tư Nguyện đang ở trước máy và nghe được, xin Thượng Tọa Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa. Dạ vâng. Thượng Tọa Tư Nguyện, khi nãy Thượng Tọa Tư Siêu có nhấn mạnh một điều rằng khi mà chúng ta học Thắng Pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh diệt của cả hai thế giới, danh Pháp và sắc Pháp. Hay nói cái khác là tâm thức và vật chất. Và thấy được sanh diệt thì có nghĩa là chúng ta thấy được vô thường, thấy được khổ và vô ngã. Nhưng mà bây giờ có người hỏi thêm rằng, ồ, ở trong đời sống mình thấy vô thường, khổ, vô ngã thì được cái gì? Thì Đạo Hoan Hỷ cho một cái lời giải thích xa hơn. Tức là bây giờ nếu người ta đồng ý rằng về Phật Pháp thì mình thấy được
danh pháp sắc pháp đều là vô thường, nhưng mà mình thấy được vô thường khổ vô ngã thì nó được cái gì? Xin kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, và thưa đại chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng tôi kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Thích Siêu Thần Tôn Giác Đẳng, chúng tôi pháp tăng tâm hạnh. Để từ tri sư huynh thâm cùng chư tăng đang hiện diện, thỉnh chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, nếu chúng ta học nói chung học Phật học mà đặc biệt chúng ta học cái diệu pháp để chúng ta biết được cái tiến trình sanh diệt của tâm. Hay nói một cách khác, chúng ta tu thì chúng ta thấy được cái sự vô thường, sự khổ não, cái sự vô ngã để làm gì? Và thật thì chúng sinh đó, vốn đó, là chúng ta luôn luôn bị cái chấp, cái tự cho rằng danh vọng sự nghiệp, tâm tư, tình cảm, tiền bạc, con cái, vợ chồng, mọi thứ của chúng ta đang có, rồi ngay cả sức khỏe của chúng ta, rồi chúng ta tưởng là chúng ta tuyệt vời, chúng ta làm chủ tất cả. Nhưng có một cái biến động nào đó, chúng ta mất mát đi cái tình cảm, chúng ta mất đi những người thân, ngay cả chúng ta mất đi những tiền bạc, những danh vọng, sự nghiệp vân vân, thì tất cả lúc đó chúng ta biết chúng ta rơi vào cái tuyệt vọng. Và chúng ta thấy sự đời nó cũng như thế, nó tiến trình nó đổ, nó đi, nó vần xoay. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta cho rằng chúng ta ôm ấp một cái gì đó, nó là vĩnh cửu, nó là thường hằng, thì chúng ta luôn luôn sống, chúng ta mang tính tức là chúng ta sống nó quá là tự mãn, mà nó quá là khinh suất. Đến khi mà nếu như chúng ta thấy được, hiểu biết được rồi, những gì mà nó trôi xa tầm tay với của mình, những gì mình đang cầm trong tay đây nó biến mất. Hay chúng ta thấy người ta có một sự tình là người ta rất khỏe đó, bây giờ người ta có nhiều tiền đó, rốt cuộc người ta phải bệnh đó. Như chẳng hạn như bệnh Covid, nhiều người rất là giàu có, hàng tỷ phú, khi mà bị rồi cũng phải chết, cũng phải ra đi. Khi vướng một cái bệnh này mà không thể điều trị được, thì lúc đó có thể chúng ta mới thấy được rằng cái pháp Phật nó dạy rất là hay. Đừng có suy nghĩ rằng cái điều kiện vật chất hay là xung quanh ta, cái điều kiện tài sản của mình, con ta, tài sản của ta, nghĩ quấy người mà thiếu hiểu biết người ngu khổ, con đâu, tài sản đâu, thân mình còn không có, con đâu, thân đâu, rồi chúng ta phải bệnh, rồi chúng ta phải già, rồi chúng ta phải chết. Thì nhờ hiểu biết được cái bản chất nó vô thường, và nó cái sự khổ đau nó liên tục như vậy, người giàu cũng khóc chứ không phải là người giàu là không có buồn, không phiền. Mỗi người nó đều hiện hữu trên cuộc đời là một chuỗi dài đau khổ. Không khổ về vật chất thì khổ về tinh thần của người, vừa khổ vật chất vừa khổ tinh thần. Cả hai cái điều đó nó là một cái, nó đều là một cái khổ đau mà chính chúng ta cảm thấy chúng ta rất là hiện hữu này, thì nó là như thế. Thì nhờ đó, nó như thế thì chúng ta cũng thấy nó là một điều nó tốt đẹp, và thấy được cái bản chất vô thường. Khi chúng ta khổ, khi chúng ta thất bại, thì chúng ta cũng biết được rằng rồi cái này nó cũng sẽ đi qua, cái sự buồn khổ này rồi nó cũng sẽ đi qua, cảm thọ nó vô thường. Khi chúng ta hiểu được như vậy, khoan hãy nói đi, chúng ta hiểu được để chúng ta có cái lợi cái gì mà chúng ta vượt qua nổi những cái niềm đau nỗi khổ của chính mình đang đeo mê, rồi cũng đi qua, rồi cũng xong. Như vậy thì chúng ta có một cái nghị lực, có một ý chí, và có một cái sức mạnh, và có một cái sự thực nghiệm rất là mạnh mẽ, rất là lớn về cái cuộc đời. Thất bại thì lúc có thành công, lúc có thất bại, lúc có buồn, lúc có vui, sự đời nó là như thế, nó vô thường, nó khổ não như thế. Rồi thân này đến lúc rồi thì cũng nằm trên dài trên mặt đất, rồi chúng ta cũng chết, không chết hôm nay thì cũng chết ngày mai. Khi chúng ta mang những cái thân bệnh như vậy, và chúng ta được những cái tâm tư như thế này, rồi chúng ta cuối cùng chúng ta cũng chết, chứ chúng ta không sống mãi được. Chứ chúng ta cũng đừng có quá là lo sợ nó, và cái thân này cuối cùng thì cũng đâu có giữ được đâu. Thì đó là những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ và một cái dòng tâm. Nếu mà chúng ta học vi diệu pháp thì chúng ta mới thấy được rằng
cái sự tiến triển cái sự sanh diệt của tâm một cách liên tục, chẳng qua tức là coi như là sinh trụ diệt, sinh trụ diệt, sinh trụ diệt của tâm pháp này nó liên tục như thế. Vừa cái sắc na này nó nối tiếp 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 cái sắc na, và chủ dài của tất cả chúng sinh là một một cái dòng nối tiếp của những cái tâm thức mà nó liên tục, và nó biến chuyển từ kiếp này sang kiếp kia, vòng sự luân hồi nó là như thế. Chúng ta rất nhiều lần rất giàu có, nhiều lần chúng ta rất là nghèo khổ, nhiều lần chúng ta rất là khôn, và nhiều lần chúng ta cũng rất là ngu, nhiều lần chúng ta cũng rất là đẹp, và nhiều lần chúng ta cũng rất là xấu, rất là tệ hại, vân vân. Thì tất cả những gì mà chúng ta hiểu biết được Phật pháp đó, thì chúng ta có một cái duy lý rất là lớn, mà khi đó là một cái sức mạnh, nó là một cái sức mạnh mà không có tiền bạc có thể mua được, mà đó chính là một cái sự thực nghiệm hay là một sự tu tập lớn, cái ý niệm trong lòng đó, chúng ta mới mới có thể là trải nghiệm qua được. Cho nên phải nói rằng rất là có cái lợi lạc nếu như chúng ta biết rồi sự tình này, không có cái việc gì mà nó không thể không vượt qua được, không thể không xong được, rồi cũng xong. Khi chúng ta biết, chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta xoay cách nào chúng ta cũng cảm thấy nó yên ổn, chứ chúng ta không có thể lo lắng hay là phiền muộn nó như thế này thế kia. Bởi vì tất cả pháp nó vô thường, tất cả pháp nó khổ não, tất cả nó pháp vô ngã. Khi chúng ta thấy những cái hiện hữu, những cái hiện trạng tới chính mình, sự thật ra những người đang bệnh hoạn, những người đang thất bại, những người đang đau khổ, những người đã hiểu được pháp Phật thì đó là một cú cánh, đó là một cái chiếc thuyền mà chúng ta đang ở bóng gió nó gập ghềnh, mà chúng ta được dịnh vào một chiếc thuyền nó an toàn, có thể cập bờ cập bến, mà chúng ta không nghĩ rằng sóng nó sẽ nhấn chìm chúng ta, hay chúng ta đang khát nước trong sa mạc. Những điều mà phải nói rằng có những cái ý niệm về vô thường, của đảo vô ngã này, chúng ta niệm tưởng nó và chúng ta cảm thấy chúng ta đỡ phải đau khổ, đỡ phải buồn phiền, đó là chắc chắn như vậy. Nếu như ai thẩm nghiệm được, mà quý vị biết một người mà thường tập suy quán về cái tính vô thường, cái tính khổ não, cái tính vô ngã, cái bản chất của thế gian nó là như thế đó, thì người đó ít tham nhiều, ít sân nhiều, ít thù hận nhiều, và biết buông bỏ, biết vượt qua. Và đó chính là cái phải nói rằng một cái sức mạnh mà tự tạo vô cùng to lớn, để một mai trong cuộc đời này chúng ta đang bị hay chúng ta sẽ bị nữa thì nó không là lạ, mà chúng ta có đủ cái sức để chúng ta vượt qua được những cái khổ nạn trong cuộc đời này, còn hơn là người ta luôn luôn nghĩ rằng đây là cha, đây là mẹ, đây là người thân của chúng ta, rồi người ta có một cái đột biến xảy ra thì rốt cuộc mất mát, hoặc là nó bị tất cả, thì chúng ta than trời trách đất, hay chúng ta buồn, chúng ta khổ cho đến tuyệt vọng, ngay cả đến điên khùng vân vân, tất cả những người đó bởi vì họ không chuẩn bị cho một cái phương thuốc dịu dược. Đến chính đây chính là phương thuốc dịu dược để trị lành những tâm bệnh, cái sự buồn sự vui của tất cả chúng ta. Dạ, kính bạch thượng tọa, đó chính là phải nói rằng rất là hữu ích, rất là đẹp khi chúng ta biết được cái bản chất vô thường của não vô ngã, nó rất là có lợi cho chính bản thân của mỗi con người đang hiện hữu trong kiếp sống bèo bọt này, trong một kiếp sống vô thường này, trong kiếp sống khổ não và trong kiếp sống khổ vô ngã này. Dạ, đó chính là cái tư lương và chất liệu làm cho chúng ta mong rằng dòng sanh tử chúng ta luôn luôn hiểu được như vậy thì quá tuyệt vời. Con có đôi điều trình bày như vậy, nếu có nhiều quá tốt kinh chúng ta cũng nghe. Sa thủ ký trình thiền tọa tự quyền. Thiền tọa pháp đăng thiền tọa có còn ở trước máy không? Nếu thiền tọa đăng còn ở trước máy, xin thỉnh thiền tọa hoan hỷ trả lời cho câu thưa lượng tiếp theo. Dạ Phật. Thiền tọa đăng đối với nhiều người đó thì đời sống tu hành, tức là mình bỏ thế giới vật chất
và mình chỉ hướng về đời sống nội tâm. Nhưng mà khi mình nói là đời sống hướng nội có đủ không, hay là đời sống nội tâm nó vẫn còn có trăm muôn ngàn thứ phức tạp khác mà chúng ta cần phải hiểu và hiểu một cái chính xác. Trong cái nhìn của Thượng tọa Pháp Đăng thì những cái cạm bẫy để cho chúng ta đi đến con đường thối đọa đó trên phương diện vật chất đó, nó có nặng hơn là những cái cạm bẫy sống nội tâm không? Để xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính hành lễ Đức Mẫu, con kính hành lễ Thượng tọa Tệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tệ Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Tân, Thượng Đức Tệ Ti, Thượng Thông Bị Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, thầy cô, thần chào quý Phật tử. Thật sự đó thì cái thế giới vật chất thì chúng ta thấy, tuy rằng nói về vật chất thì mình thấy liên quan đến cái việc ăn uống nuôi cái xác thân này, nhưng mà cái thế giới phi vật chất á, thì mình thấy cũng rất là nhiều. Nơi đây thì mình hiểu rằng những cái vị phạm thiên sắc hoặc là phạm thiên vô sắc hay là phạm thiên vô tưởng thì những vị đó cũng vẫn bị dính mắc vào cái phần phi vật chất là phần tâm. Mà thật sự đó thì chúng ta biết rằng phiền não là nói đến cái phần tâm. Chứ phiền não thì chúng ta biết rằng những cái tâm bất thiện như là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Mình nói chung là 12 tâm bất thiện, 14 sở hữu bất thiện. Thì chúng ta biết rằng về cái vấn đề này đó được nói đến là trừ ra vị chánh đẳng giác, vị đập giác mới tìm con đường giác ngộ được. Còn tất cả chúng sanh thì không có thể nào tìm được cái con đường giác ngộ. Nói như thì chúng ta biết rằng cái thế giới phi vật chất á, nó không có dễ dàng như chúng ta tưởng. Thường thấy 62 cái loại tà kiến đó rất là nhiều liên quan đến cái vấn đề phi vật chất. Chính hiện giờ đấy thì chúng ta thấy khi mình nói đến tu tập đó thì người ta cũng giới thiệu cảnh giới Đông Phương, Tây Phương, Nam Phương, Bắc Phương gì đó. Có vị Phật. Rồi cảnh giới đó mình đến, mình ở cảnh giới đó. Hay là Thiên Chúa Giáo, hay là Hồi Giáo. Những cái tôn giáo chủ trương về những cái cảnh giới. Cho một cái linh hồn trường cửu. Thành ra chúng ta thấy rằng thật sự đó, về vấn đề này nó là rất là phức tạp. Bởi vì tâm của chúng ta đó, trong Phật giáo thì có nói ít nhất cũng là 121 thứ tâm. Như vậy, vấn đề 121 thứ tâm chúng ta thấy không phải đơn giản. Nếu nói sắc pháp thì có nhiều lắm, thì cũng chỉ có 28 sắc thôi. Nhưng về phần tâm thì có rất là nhiều như vậy. Nhưng mà nhìn chung vào đó thì được phân loại ra 8 cái tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Mà thật sự thì cho đến bây giờ si hoài nghi về si phóng vật á, nói về Phật giáo nguyên thủy á, thì phân biệt rõ ràng, nhưng mà về cũng là những Phật giáo nhưng mà họ cũng không phân biệt được phóng vật và hoài nghi, hay là nói về vô minh họ cũng không có phân biệt được. Chính vì điểm đó nên có một số họ đưa lên cái lập luận là vị A La Hán còn một chút chưa có hoàn hảo, có nghĩa là giống như còn một chút vô minh vậy. Nhưng mà thật sự đó thì chúng ta biết vấn đề vô minh hay là si đó được nói đến là những vị A-la-hán đã diệt trừ rồi. Nhưng mà trên cái phương diện để rạch ròi cái pháp đó, do không phân biệt được nên họ mới lẫn lộn, mà nhất là Phật giáo phát triển đó, thì quý vị thấy họ phải nói đến
vị A-la-hán phải trải qua 55 cái đẳng vị nữa để thành một vị Phật tổ. Nhưng mà thật sự ra đó, thì đối với Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì cái sự giác ngộ giữa vị chánh đẳng giác và vị độc giác, vị thinh văn giác đó, được ví dụ giống như một người đi tìm nước rồi uống nước rồi cho người khác uống, còn một người thì thấy nước tới ta cho mình thì tới uống, thì giống như vị thinh văn giác với cái mục đích là dứt trừ cái khổ khác, thì cái vị đi tìm nước hay là đào giếng có nước rồi lấy nước để hết khát, hay là chỉ cho người ta uống cho hết khát, thì nó mục đích cũng giống nhau là dứt trừ sự khát nước. Thật sự đó, thì khi mà đến thế giới phi vật chất á, chính những cái tôn giáo, chính những cái lập luận mà được Đức Phật Ngài dạy đó, nếu mà chúng ta nghe một người khác nói và không khéo suy nghĩ đó, chúng ta sanh ra tà kiến. Và chính cái tà kiến này đó là cái sự đọa đầy luân hồi triền miên mà không có dứt trừ được, dù chúng ta có muốn giải thoát, nhưng mà chúng ta không phải vì muốn giải thoát mà chúng ta có thể giải thoát được. Và chúng ta cần phải tu tập đúng cái phương pháp thì chúng ta mới được giải thoát. Bởi vì đối với Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì chúng ta thấy rằng dù phần danh phần sắc đó, thì cũng phải dạy cho chúng ta quán thấy danh và sắc cũng là vô thường. Nhưng mà có nhiều khi mà họ không hiểu biết được đó, chính cái phần danh đó, họ dính mắc lại, nên có một cảnh giới trường cửu nào đó là một thiên đàng, hay là một cảnh giới Tây Phương, Nam Phương, Bắc Phương nào đó của một vị Phật để mà về đó mà ở. Đó là những cái điều mà Phật giáo Nguyên Thủy không có, quý vị. Chỉ có Niết Bàn thôi. Niết Bàn là không có phải là cảnh giới, mà nơi đó diệt trừ phiền não ngũ uẩn. Như vậy thì thật sự ra đó, chúng ta không có được giác ngộ giải thoát đó là nói đến cái phần phần phi vật chất, là phần tâm đó. Còn nói về phần vật chất đó, thì chúng ta thấy rằng cái sắc pháp này phải thọ dụng bốn món vật dụng, thì cái này nó cũng đơn giản, nó cũng rất là dễ hiểu, là vật thực để mình ăn, thuốc để mình uống, bệnh rồi y phục mình mặc để che mưa che nắng, rồi cốc ly mình ở để ngăn ngừa ruồi muỗi, ngăn ngừa những loại bò sát. Thì phần vật chất thì nó rất là dễ, đơn giản như vậy. Nhưng mà chính cái phần phi vật chất ấy, là phần tâm của chúng ta đó, nó mới khó cái mô tả được. Nên thường thường quý vị thấy một cái vị chánh đẳng chánh giác á, với cái tha tâm thông đó, với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh đó, đó là một vấn đề rất là đặc biệt, chỉ có Phật giáo Nguyên Thủy trình bày một cái cách rõ ràng về cái tha tâm thông, là tâm của mình biết được tâm của chúng sanh. Như vậy á, thì thật sự đó, thì chúng ta biết rằng cái phiền não tâm rất là khó mình quản lý. Một con người mình bắt giam cầm người đó được, nhưng mà cái tâm của người đó đó mình khó, rất là khó để mà giải quyết. Khi mà họ không có chịu trụ tâm trở lại, thì cái tâm của họ đó nó vượt khỏi cái sự nắm bắt của chúng ta, nắm bắt của vật chất. Trong khi vật chất thì một cái thân người thì mình có thể dùng cùm sắt hay là gông cây rồi mình siết lại, mình trói cột lại thì vẫn nằm ở đó. Nhưng về phần tâm thì không có thể nào mà chúng ta giam cầm cái tâm của ai được. Nói như vậy thì chúng ta thấy rất là khó để nói đến cái sự điều phục tâm. Bởi vì những cái người mã tượng, điều tượng sư, hoặc là mã sư, hoặc là ngu sư đó, họ tán thán Đức Phật vì điều phục những con vật như vậy, nó phải dùng nhiều cách để mà móc mà cột mà huấn luyện đó. Nhưng mà Đức Phật thì điều phục cái tâm của các vị tỳ khưu đó yên tĩnh đó, đó là một điều cực kỳ khó, rất là khó đối với những cái người mà họ biết điều phục những cái loài voi, loài bò, loài trâu. Nhưng mà họ cũng nói lên những người tôi trai tớ gái của họ thì nói một đường làm một nẻo, nói như thế này làm như thế kia, nên họ cũng đến và họ tán thán Đức Phật là vị điều phục tâm bệnh
mà một cách điều phục hoàn hảo. Như vậy thì chính Đức Phật lại bị ngài giác ngộ tâm, lại dạy cái phương pháp để điều phục tâm. Nên cái tâm mà được vị chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta biết Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, là ngài là người trị bệnh tâm và điều phục tâm cho mọi người với phương pháp điều phục mà ngài đã giác ngộ với cội Bồ Đề. Nên ngài mới bị là một vị lương y tối thượng trong tam giới này. Nói như vậy thì chúng ta cũng thấy được cái phần khó khăn khi mà một người mà con của mình để cho tâm nó thuần tục đó, nó là điều cực kỳ khó, không có dễ dàng. Mình có thể lo cho con cái mình ăn uống ngủ nghỉ thì rất là dễ, nhưng mình lo cho con cái mình có một cái tâm khuynh hướng đạo đức, đó là một điều cực kỳ khó như gì. Nên chúng ta thấy nhìn chung vào, nếu mình nhìn vào những người tội phạm, những người mà giết người cướp của đó, họ mới vừa ra tù nhưng mà họ cũng lại vào tù liền quý vị. Nên chúng ta thấy cái tâm của họ đã bệnh hoạn rồi đó, thì họ khó mà trở thành một cái người tốt. Và lúc nào họ, sự sống của họ là những cái sự lo sợ xung quanh của mọi người, vì tâm của họ nó không có được điều phục, họ gây ra cái sự khổ lụy cho rất là nhiều người. Nên có nhiều lúc chúng tôi suy nghĩ về những cái người tội phạm đó, họ thật sự là họ ra tù mấy bữa là họ cũng phải lại vào tù, là những cái người mà tội trộm cắp, mà trộm cướp nữa đó, họ rất là dễ để xa vào cái con đường mà hư, để vào trong tù tội rất là dễ. Nên những cái người mà họ thi hành pháp luật đó, họ nói rằng trong 100.000 người họ ra tù thì những người này ra tù vào tù, chứ khó có được một người họ ra rồi mà họ không vào tù trở lại, rất là khó. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng do cái tâm của họ với cái khuynh hướng tìm cầu những cái dục lạc, nên họ đã để cái tâm của họ sai lầm làm những việc tội. Nên cái sự điều phục phi vật chất rất là cực kỳ khó như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của Đường Tọa đó, thì con xin chia sẻ như vậy. Không biết có hết ý của Đường Tọa hay không. Nếu chưa hết ý thì Thịnh Đường Tọa nói thêm. Dạ, con xin gửi mic lại cho Đường Tọa. Sa thú cái trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Thưa quý Phật tử, qua lời của Thượng Tọa Pháp Đăng, chúng ta nên nhắc một điều rằng chúng ta đừng nghĩ rằng cái sự sa đọa về vật chất nó mới đáng sợ. Thật ra những cái kiến chấp, những cái chấp thủ sai lạc về đời sống nội tâm nó còn dễ sợ gấp nhiều lần nữa. Dạ, như chúng ta nghe nói về 62 tà kiến, chúng ta nghe nói về rất là nhiều thứ kiến chấp. Mà nói tóm lại là dù là vật chất hay là sắc quẩn, hay là về nội tâm thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì nó đều có những cạm bẫy rất là nguy hiểm như lời Thượng Tọa Pháp Đăng vừa trình bày. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddhadharma. Ngày mai thì chúng ta sẽ có lớp giảng tương ứng bộ của Thượng Tọa Thời Siêu. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, kính trân quý ngài đã vào Room để thuyết giảng. Xin hẹn gặp lại Chư Tôn Đức Phật với được chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy Giảng. Dạ, sa thu lên thầy. Con mê ta bên nhà, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính truy ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, hung tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát, nguyện
huyện chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Trong